Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo nữ Anh với nữ Na Uy 2 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2022, UEFA Women Euro England 2022. Nữ Anh đã mở đầu chiến dịch vòng bảng Euro nữ 2022 trên sân nhà của mình bằng chiến thắng có phần khó khăn trước nữ Áo với tỷ số 1-0, đó là bàn thắng của Beth Mead trong hiệp 1. Tuy không thể kỳ vọng vào một thắng lợi toàn diện nhưng huấn luyện viên Sarina Griezmann vẫn có thể hài lòng với 3 điểm đầu tiên để tạm thời xếp thứ 2 bảng A. Kết quả trên cũng đại diện cho chiến thắng thứ 7 liên tiếp của nữ Anh, đồng thời cũng kéo dài thành tích bất bại của mình lên thành 15 trận. Chính vì vậy, Lions sẽ rất quyết tâm tiếp tục phong độ ấn tượng của mình trước đối thủ cạnh tranh ngôi đầu lớn nhất trong bảng đấu là nữ Na Uy sắp tới. Nói đến đội khách, nữ Na Uy bước vào cuộc chiến với nữ Anh với một tâm thế vô cùng tự tin sau khi đè bẹp nữ Bắc Ireland 4-1, lần lượt các chân sút ghi bàn cho đại diện Bắc Âu là Julie Blackstad, Frida Ma-Anung, Caroline Graham Hansen và Guro Wrighton. Với sự bùng nổ đó, đoàn quân của huấn luyện viên Magnus Jørgensen hiện đang có 6 trận toàn thắng liên tiếp và Na Uy sẽ tìm cách nhắm tới một kết quả tích cực trên sân Amex. Được chơi trên sân nhà, kèo châu Á đưa ra nữ Anh chấp 1 bàn, bất chấp các kèo đối đầu trong quá khứ giữa nữ Anh với nữ Na Uy không quá 0.5 bàn. Đáng chú ý, nữ Anh và nữ Na Uy đã chia đều cho nhau mỗi bên 2 chiến thắng trong 4 cuộc gặp gỡ gần nhất. Tính rộng hơn, Anh thường gặp Na Uy ở phần lớn trong các trận giao hữu và họ gặt hái được các kết quả tốt hơn với 8 trên 10 trận bất bại gồm 5 thắng và 3 hòa. Đáng chú ý trong đó có 2 thắng lợi diễn ra tại các kỳ World Cup trước đó. Về mặt đầu tư lúc này, thầy trò huấn luyện viên Griezmann đang có 6 trên 7 kèo thắng được áp gần đây, trong khi đối thủ Bắc Âu chỉ thu được lợi nhuận 4 trên 6 kèo. Do đó với lợi thế sân nhà cùng phong độ áp đảo đối thủ mạnh mẽ, việc nghĩ tới một kết cục không tốt cho nữ Anh là rất thấp. Chốt kèo châu Á, nữ Anh chấp 1.0 full time. Khả năng phòng ngự của các cô gái Anh quốc khá đáng nể, với 5 trận liên tiếp giữ sạch lưới. Tuy nhiên, điều này có thể bị phá vỡ khi Na Uy đang là đội dẫn đầu bảng đấu của họ sau chiến thắng 4-1 trước Bắc Ireland. Hơn nữa, họ trung bình còn chọc thủng lưới đối thủ ít nhất 2 bàn trong 6 chiến thắng gần nhất của mình. Không có ghi nhận ca chấn thương nào đáng kể, nữ Anh với nữ Na Uy nhiều khả năng sẽ tung ra sân đội hình như trận mở màn. Với tâm thế tự tin mà hai đội mang tới, cơn mưa bàn thắng rất đáng để nghĩ tới. Chốt kèo tài xỉu 2.5 chọn tài full time. Chốt kèo, kèo châu Á, nữ Anh chấp 1.0 full time. Kèo châu Âu, nữ Anh thắng. Kèo tài xỉu 2.5 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số, nữ Anh 3, nữ Na Uy 1. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.